Lâu mà ở đây cũng mới vợ chồng anh chị à? Có một mình, có mình. Không có chồng ở nuôi ông bà. À, có nghĩa là chị không có chồng, chị ở đây chị nuôi nuôi hai ông bà. Là hai ông bà có nhiều con không cơ? Xin kính chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình ghé Tiền Giang để thăm hai ông bà cũ ở trong đồng đó các bạn. Giờ xe máy không đi được cho bọn mình phải đi bộ này. Nghe mọi người giới thiệu thì một bà cụ hôm nay cũng hơn 80 tuổi bị lẫn. Rồi còn thêm một ông cụ nữa thì cũng già lớn tuổi, cũng 80, 90 tuổi rồi các bạn. Nhưng mà hai ông bà thì ở trong đồng, trong ruộng này. Nên hôm nay mình xuống đây để mình ghé thăm. Nhà không có đường đi vô luôn. Ở đây lúc ốm đau bệnh tật làm sao mà đi được rồi. Thế mình thấy cái đường đi nó khó đi quá cho nên là quay lại luôn. Ôi, đồng lúa này. Ở nhà sao mà ở giữa đồng này ta? Xuống mấy cái khu vực ở dưới miền Tây các bạn thì thường là một số những hoàn cảnh mà khó khăn đó thường hay nằm những cái nơi heo hút. Mỗi lần đi vào nó cũng có lúc phải đi ghe, nhiều lúc phải đi bộ. Đây mà không biết là nhiều khi mà ốm đau bệnh tật hay có vấn đề gì ở giữa đồng này không biết làm như thế nào luôn. Chào anh. Nãy anh đọc cái trang không? À. Nhà mình ở giữa cánh đồng đó ta. À, giữa đó. Ở giữa cánh đồng tự nhiên nổi lên, mọc lên một căn nhà. Con chào ông. Ngồi nghỉ đi em ơi. Dạ dạ vâng ạ. Mày chỉ có uống nước á. Dạ uống nước đi. Mày mấy anh em uống nước. Chào cô. Dạ. Lạnh không? Một cái dễ lạnh hả má? Mày. Bây giờ đây nó đông lắm. Thôi ra chơi đi. Bà bị sao vậy cô? Bà bị bệnh thủng đốt. Là bị làm sao cơ? Bốn đốt sống nó bị thủng á, giờ bà ngồi không có ngồi. Bốn đốt sống à? Bốn đốt sống. Là bà năm nay nhiêu tuổi chị? 88 tuổi. Bà 88. Dạ, ông 90. Ông 90. Ông cho con hỏi thăm ông tên gì không? À. Ông tên gì? Bùi Văn Ngói. Bùi Văn Ngói. Ừ. Còn bà tên là gì cơ? Huỳnh Thị Năm. Huỳnh Thị Năm. Là ông bà ở đây cùng mấy vợ chồng anh chị à? Có một mình, không, mình. Không có chồng ở nuôi ông bà. À, có nghĩa là chị không có chồng. Chị ở đây chị nuôi nuôi hai ông bà. Là hai ông bà có nhiều con không cơ? À, 6-10 con mà mấy anh cũng khó khăn quá, ở xa không có gia đình, đi làm mướn ở xa không ít cái gì. À, có nghĩa là đi làm mướn không ai ở đây. Dạ. Yeah. Là bà bị bệnh này lâu chưa cơ? Nay cũng cỡ 10 năm, 10 năm là nặng á. Còn mấy hôm trước thì nó hơi nhẹ hơn, trước bà còn đi đứng được á. À. Giờ bà hơi yếu lắm, đi phải ẩm đi kè không à.
Đó, ông không nhìn thấy đường à? Ông mắt mờ hết thấy đường. À, ông có nhìn thấy con không ông? À. Ông có thấy con không? Thấy không anh. Thấy không có tỏ. À, ý là thấy mà thấy không rõ hả? Ừ. Thế ông ăn cơm chưa chưa? À, không ăn. Sao vậy, sao không ăn cơm, sao sống? Ông sáng là ông ăn thì mỗi chiếc cơm thì ép dữ lắm á. Dạ. Như ông bệnh á. Thế ông ở nhà ông chăm bà hả? Ừ. À, hai ông ngồi ông chừng dùm. Thì đi đó chứ ông cũng yếu đâu có đờ gặp gì được bà. Dạ. Ngồi được đỡ. Đỡ mà được chứ không tự anh. Đó là ngồi được nhưng mà bà còn nói chuyện được. Ừ, không, bà lẫn mà ở đâu biết. À lẫn luôn rồi không biết giờ, nói chung là nằm vậy thôi đúng không? Nằm thôi. Ăn không biết đòi, ăn rồi cũng chưa mà chưa ăn cũng rồi. Dạ. Không biết gì thôi. Ăn ba đút à? Đúng à. Rồi, nằm mới đút cho nữa, chỉ chừng vài bữa cơm mới đút rồi. Dạ, dạ. Tắm rửa bà mới. Giờ phải tiểu tiện bà không biết mà. Dạ, rồi giờ phải mặc tá đúng không? Ừ, mặc tá mà ban ngày canh. Dạ. Còn đêm thì bữa nào thấy không có đi chợ được thì thức canh bà cho bà đi tiểu bình thường. Dạ, dạ. Ông có mấy người con không? À. Ông có mấy người con? Con ơi xa không mà. À, xa không mà cơ? Ừ. Rồi có hay về thăm ông không? Lâu lâu nó về. Lâu lâu về à? Lâu lâu về thì có cho tiền cho ông xài không? Có. Ông ngồi ông cứ bóp bóp chân cho bà này. À. Ừ. Ông này thương bà lắm. Bà bình thường nói gì lỡ nghe, giờ bà không nghe chị ơi. À, có nghe trước thì nghe, bây giờ là không nghe. Mê mang nghĩ nằm xuống rồi. Vậy là ngủ luôn rồi đó. Chứ dạ. Bà nói đó ăn á mà giờ hết mà con nói gì đâu có biết thế nào đó. Không có một cái con giờ không nhận ra con cái rồi. Dạ là cũng may có cô ở đây cô chăm chứ không là không. Dạ. Hai anh bà không biết sao đâu. Chào phúc đức của bà đó ở lại vậy không có chồng chứ phải có chồng. Bỏ ông bà không biết ai đâu thế mà không có ai đâu chồng bà chết rồi. Dạ nếu không người nuôi là chăm cơm đấy. Bà nói gì kìa? Nghe nói chết rồi đó. Nghe nói chuyện. Hả? Cái gì má nói gì? Má nói cái gì nói rõ lại coi. Hả? Cái gì? Má nói cái gì? Cái gì? Má nói nghe không có được cái gì. Bà lấy EA vậy thôi. EA gì đó. Má không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì chứ. Dạ dạ. Ở nhà tắm rửa bà nói bà nắm tay với dắt dắt nha. Trời ơi. Con về ốm mà mập hơn tám của bà. Tám bà ốm mà có chồng xa rồi mà ấy là nói mình vậy đó. Chứ bà đâu có biết mình tắm rửa bà đâu. Dạ dạ. Và rồi vậy ở đây thì lấy cái gì để mà ví dụ như thế mày không làm gì hả chị? Có làm gì không? Không, ở nhà nuôi ông bà không chứ đâu có làm gì đó. Rồi bắt đầu kinh tế thì sao? Thì lâu lâu cái bên từ thiện nha, ta cũng cho chút đỉnh tiền với lãnh lương của ông. Ừ, không được. Già của ông không được bao nhiêu tiền? Có 200, hai ông bà lãnh tháng 5,54 hay gì đó. Ừ. Có ngày hai ông bà được 5,54. Là sống dưới ở cái tiền đó thôi à. Dạ. Mà từ thiện thì lâu lâu cho người cho tâm mai tâm vậy á. Dạ dạ. Để dành đồ ăn là chè dành dụm cho ông bà. Thì chỉ có ông bà ăn mặn thôi, ăn tương cho trường á. Dạ dạ. Để học có ăn mặn mình thấy. Là giống kiểu tu tại gia hả? Dạ, tại gia. Giờ có tháng mà ba người sống bằng cái số tiền mà cho cấp của ông bà thì sao đủ rồi? Không đủ, thiếu lắm. Rồi ông anh có ông anh ông thôi vợ ông về đây. Rồi ông ở ông đi mà muốn ai muốn ngày nào ông bằng ngày nấy mà đều. Đây giờ cũng thất nghiệp phải như hồi xưa thì công việc làm nó nhiều. Còn bây giờ ít lắm, giờ ít cái người muốn làm lắm. Yeah. Rồi mướn về rồi phụ vào đây. À, được nhiều thì ăn nhiều. Ngày nay ông đi làm rồi đó, người ta muốn ông đi làm được ngày. Hôm qua ngày nay. Bây giờ đi vào túc bên Long An bên á. Dạ. Chứ ở đây không có công việc làm. Nhà này giống mới sửa lại hả chị? À, mới sửa lại, nó nói nay cũng có 10 năm, hồi năm 2010 tới giờ. Dạ. Rồi mấy cái này là sập hết trơn. Dạ. Thì người ta lại bên từ thiện với chỗ đi làm hồi xưa đó. Dạ. Cái người ta tới ta thăm ông bà nè. Dạ. Hồi đó cũng đi là ở đợi giúp việc cho người ta. Cái người ta lại ta thấy cái này cho tiền hồng người ta đi xin giùm á. Người ít cái cho làm cái này. Cái mượn cho ít mới làm cái này là hồi tháng 7 đó. Tháng 7 thấy người ta xin ta cho. Có ít người mà sao làm rộng dữ vậy? À, tại cái nhà hồi đó vậy đó, cái rồi người ta lại ta ấy là
chứ mình cũng không có không có tiền cho chứ nhà nghèo đâu có ở không, đâu có làm được. Trưa nay ông ăn cơm với cái gì không? À, ở trưa nay ông ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với cá. Cá à cơ? Ừ. Ông ăn được nhiều không? Ăn không nhiều. Ăn không nhiều. Bữa nửa chén cơm mà. Dạ dạ. Không khí đó ăn nhiều hết trơn. Dạ. Ăn được. Rồi có con có hay mua thịt ăn không? À. Có hay mua thịt ăn không? Không. Ăn không được em ơi. Dạ ăn không được. Ừ. Rồi ông bị mắt ông bị mờ này lâu chưa? Lâu rồi, mà đi mổ rồi hai lần rồi cũng không. Mà cơm mà không hết hả? Mất cơm rồi. 90 tuổi mà nhìn ông cũng đang còn khỏe đấy. Ừ, ông mà ông mần dữ lắm rồi, giờ ông không thấy được, ông yếu vậy, chứ yếu vậy lắm á. Dạ. Đi đây thôi là xong rồi, luôn thở nổi. Dạ. Thuốc ấy là thuốc uống mà quanh năm suốt tháng luôn á. Dạ. Tôi hồi đó tôi mần dữ lắm chú ơi. Dạ, ngày xưa ông mần gì không? Hồi trước bệnh đến giờ không có già. Dạ, rồi ngày xưa ông hay mần những cái gì? Đi mần mướn người ta đó. Nhổ mạ rồi. Nhổ mạ đó. Cấy rồi. Dạ, hồi xưa. Rồi là ông nuôi mấy người con lớn hết rồi đúng không? Ừ, nuôi lớn hết trơn á. Dạ. Lớn ổng mà gần 70 tuổi. Ồ chà. Thằng thứ hai đây gần 70 thôi. Dạ. Rồi bây giờ ông ngày xưa ông làm ông nuôi con, bây giờ con nó nuôi lại. Ừ, nó nuôi lại. Dạ. Tháng cho ông được nhiều tiền không? Cho là 4-5 ngàn nghe hả? Cho 4-5 ngàn hả? Ừ, lâu lâu nó chưa. Dạ. Cho 4-5 ngàn thì ông làm gì? Có không nói là nó biết. Dạ. Đưa nó mua giùm. Dạ. Nó nấu ăn. Dạ, ý là chị đi chợ nấu ăn, nấu cơm, nấu nước cho ông ăn đúng không? Ừ. Không thấy. Dạ. Mà hàng ngày là ông cứ ở nhà, ông ở mấy bà, ông coi bà. Ừ, coi được không? Giờ ông bỏ canh coi có mũi căng đau thì ông hay chứ ông không có biết nha, ông không có thấy. Không thấy. Mũi căng đau thì ông kêu lên có mũi thì lên đốt thêm mũi. Rồi ở nhà ăn uống có đủ không ông? À? Ăn uống có đủ không? Có. Ông nghe ông có gõ á. Ông tưởng hơi có đũa không á? Không, ý là ông cơm nước đầy đủ ăn uống có đầy đủ không? No đủ hết trơn à. Dạ. Nó được ăn không nổi. Dạ, có nhưng mà ăn không nổi đúng không? Ừ, ăn không nhiều. Dạ. Nó bới đó rồi, thầu sớt rồi bớt rồi. Ông ăn bữa nửa chén cơm mà em ơi. Ăn ít chứ vậy sao có sức khỏe không? Không phải ăn nhiều nhiều mới có sức khỏe. Ăn nổi. Mất miệng cơ ơi, ông ăn thêm mà nếu mà ông thôi rồi thì ép thêm muỗng nữa là mất miệng, miệng chìm. Nó nghẹn. À. Có bệnh tiêu chuẩn lên nhiều đó. Dạ. Ăn nữa mất nghẹn. Dạ. Ăn nữa là ăn không nổi. Ừ. Nghẹn dữ. Nghẹn ông hả họng chảy ào ào thâm hoài. Dạ. Mà không biết cái nghẹn đó nó có cái thuốc không mà uống rồi. Đi hỏi bác sĩ thì nó không, người nó có không mà hỏi mua thì tiệm ở đây người ta không có bán. Dạ. Già lớn tuổi rồi nhìn hơi ấy ha. Già lớn tuổi cho nên cũng hơi cực. Làm như khô trống mà. Dạ. Nuốt vô không nổi. Dạ. Đè xuống cho ngay. Lạnh không má, có lạnh không má? Dạ. Ba tôi cũng như có một à. Dạ. Là ba không biết đi được. Dạ. Đi qua thằng đó cho đi không? Tôi còn đi được. Dạ. Dạ mà bỏ ra ông đây lên trên sông lên trên tới bờ chuối rồi đi cầu quẹo về là không biết đường đi về. Dạ dạ. Đi ra cái chỗ. Là ông có hay đi không chị? Hả? Có hay đi không? Không có cho đi. Dạ. Không ở nhà không đi ra ngoài kia là té đó. Đây ra ngoài mấy sông chỗ mấy cống thước thì mà còn không dám cho ra đó. Dạ, không có cho bước ra ngoài. Ở trong nhà đi cho nó khỏe. Ông đi tiểu cũng bắt ống ra làm sao, sau hè đây là có ống cống cho ông xuống dưới. Tiểu là sau cầu thôi chứ không có cho. Dạ. Khổ lắm, gì chứ, già mà ông đi đường khổ lắm. Dạ, già mà không có đường khổ lắm.
đi không được. Dạ. Thấy mấy người đi quay như em nói chuyện tiếng dễ thương quá, tao mới tăng TV nữa. Thì có xem hả? Coi xem suốt luôn vậy đó. Dạ. Nói chuyện dễ thương hết, biết em là người gì? Dạ. Miền ngoài mà là dân tộc người gì? Bắc. Em cũng người Kinh thôi. Dạ. Trung là. Người miền Bắc. Bắc em. Dạ dạ. Người Bắc nói chuyện dễ nghe, người dạ. tiếng Quế chị nghe không được em ơi. Tiếng Quế nói chuyện tiếng gắt quá nghe, lóc tai nghe muốn chết mà nghe. Dạ dạ. Cái bao cũng bằng cái bô không à nghe. Tại bất đồng ngôn ngữ đúng không? À, nghe không được cũng có tình vui. Dạ. Nghe vui khoái nghe mà đừng nghe không được. Dạ. Nhiều khi nói nhanh nó nghe không được. Đúng rồi, nói dạ. nhanh mà dân người ta ngồi nói chung gọn cái rồi mình không nghe được gì luôn. Dạ. Người dân tộc ta ngồi nói chung á. Dạ. Là rồi nó không nghe được, còn mình nói người ta nghe cũng không được. Dạ. Ta nói hổ tiếng khó nghe. Dạ. Nói chung là tại do cái từng vùng miền nước cái thứ này mình nói tiếng nó nặng hơn, nó nhẹ hơn hoặc là nói nhanh hơn. Đúng rồi. Mà mình đúng cao mình thì mình nói tiếng như vậy thì phân biệt nó dễ nghe, mà sao người ta nói mình khó nghe. Còn mình người ta nói tại căn bản là mình nghe quen á. Đúng rồi. Quen là nghe được. Bởi vậy. Thôi hôm nay em tới thăm hai ông bà, còn mới thăm chị. Dạ. Dạ, thôi hôm nay thì tới thăm này cũng không có gì nhiều, có cái gọi là chút quà của các anh chị em công nhân ở bên Chippo á. Dạ, gửi biếu cho ông bà 1 triệu làm quà. Tên này là của các anh chị công nhân ở trong chợ Chippo ở Param ở bên nước ngoài á. Dạ. Dạ. Con gửi biếu cho ông bà 1 triệu gọi là có tí quà. Dạ. Để cho hai ông bà. Ơn. Dạ. Cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi. Rồi cảm ơn. Dạ dạ. Rồi lời về tranh. Dạ dạ không có có gì đâu ông ạ. Coi gốc nước ốm con ơi. Em cho chị gửi lời tới những người mà dạ dạ. Dạ dạ dạ. 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 Cảm ơn rất nhiều. Ông cầm tiền rồi tí nữa ông đưa cho chị cô mua đồ ăn cho ông nha. Mua đó. Nó dạ mua đây này ông, đây. Dạ đây. Đây đây. Là hai tờ đấy. Hai tờ 500, mỗi tờ là 500 là hai tờ 1 triệu. Em mới tờ 5.000 nghe đấy. Ông nhìn thấy không? Không thấy. Dạ. Ông biết nhiều. Dạ, hai tờ này là 1 triệu. Dạ. Rồi cảm ơn. Nói với mấy người đó hả? Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Rồi con. Dạ, dạ. Thế ông nghỉ khỏe nha. À, chúc ông có nhiều sức khỏe. Thế nếu có gì bà con sẽ ghé còn thăm ông. Thôi. Dạ, dạ. Uống nước em ơi. Dạ, dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ, dạ. Thôi hôm nay mình ghé thăm hai ông bà các bạn. Cũng có chút quà của các cô chú anh chị ở trong công nhân ở chợ Chippo bên nước ngoài á. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau.